Có cảm xúc khơi dậy từ đôi chân, có khác biệt để trở nên đặc biệt, và có văn hóa bước ra trong những sắc màu rực sáng. Bóng đá không chỉ là một môn thể thao, tôi nhìn ngắm nó như một bức tranh di sản. Người nghệ sĩ vẽ nên những đường nét bằng đôi chân, tô vẽ bằng đam mê thuần khiết, bằng tự do trong từng hơi thở, bằng khát khao, bằng lòng tin, bằng sự quyết đoán, bằng chiến thắng. Không chỉ là một cuộc chiến, bóng đá còn là một tác phẩm. Kỹ thuật, uyển chuyển, tinh tế. Nghệ sĩ đứng trong những khoảnh khắc quyết định. Màu áo tung bay, bước nhảy tiếp nối bước nhảy, cá tính mới tiếp nối biểu tượng, tinh thần mới tiếp nối văn hóa, để nghệ thuật là những mảng màu giao thoa, nghệ sĩ là kế thừa.